Xin kính chào quý các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Bóng Đá Plus. Lúc này thì chúng tôi đang có mặt tại sân vận động của Campuchia, nơi mà đội tuyển U23 Việt Nam vừa giành chiến thắng trước U23 Thái Lan với tỷ số 1-0, qua đó đảm bảo cho việc giành ngôi đầu bảng C vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2022. Chúng ta đã giành chiến thắng 7-0 trước Singapore và có thêm một chiến thắng 1-0 trước đội tuyển U23 Thái Lan. Điều quan trọng, ngoài việc chiến thắng một đại kình địch là U23 Thái Lan, qua đó đã trả món nợ của đội tuyển Việt Nam đã thua đội tuyển Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 vừa qua, thì đội tuyển U23 Việt Nam đã được thể hiện một chiến thắng quả cảm. Chúng ta đã giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Thái Lan trong bối cảnh mà 12 cầu thủ đã dương tính với Covid-19, trong đó 4 đến 6 cầu thủ tiếp viện cho U23 Việt Nam tham dự trận đấu với U23 Thái Lan chỉ đến với Campuchia được đúng 2 đến 3 tiếng trước trận đấu này diễn ra. Với một tập thể vô cùng chắc vá, nhưng U23 Việt Nam đã giành chiến thắng quả cảm trước U23 Thái Lan với tỷ số là 1-0. Đây là lúc mà đội tuyển U23 Việt Nam đến tri ân các cổ động viên Việt Nam đã đến sân Campuchia để cổ vũ cho đội nhà. Ở trận đấu này, mặc dù bị dồn vào thế chân tường vì lực lượng bị sứt mẻ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, U23 Việt Nam vẫn bất ngờ chơi tốt. Bên cạnh sự kiên cường trong phòng ngự, U23 Việt Nam có bàn thắng rất quan trọng ở phút 29. Từ tình huống cố định ở góc hẹp, Nguyễn Trung Thành vẫn có pha dứt điểm hiểm hóc để ghi bàn cho U23 Việt Nam. Có được bàn thắng, các cầu thủ U23 Việt Nam cũng vơi đi áp lực phần nào. Sự kiên trì, nhẫn nại của các cầu thủ U23 Việt Nam được thể hiện trong những phút còn lại, đặc biệt là dấu ấn của thủ môn Trịnh Xuân Hoàng. Ở 10 phút cuối trận, thủ môn người Thanh Hóa liên tục có những pha cản phá xuất sắc, ngăn chặn nỗ lực gỡ hòa của đối thủ Thái Lan và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0 đầy quả cảm trong bối cảnh đầy khó khăn. U23 Việt Nam sẽ đứng đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, ghi 8 bàn và không để thủng lưới lần nào. Thế trận lượt Đinh Thế Nam sẽ gặp U23 Timor Leste ở bán kết. Xin chúc mừng các cầu thủ U23 Việt Nam.